học STEM ngày hôm nay. Các bạn cho chàng vỗ tay nào. Các con ơi, đến với tiết học STEM ngày hôm nay thì các bạn đã về nhà chuẩn bị những nguyên vật liệu và dụng cụ mà tiết trước cô đã dặn các bạn rồi. Vậy các bạn đã chuẩn bị đầy đủ chưa nào? Dạ rồi. Vậy chúng mình cùng nhau bắt đầu nào. Dạ. Chúng ta cùng nhau đi đến hoạt động thứ nhất, đó là hoạt động khởi động. Cô mời các bạn cùng nhau đứng lên hát múa theo bài hát nào. Cô thấy các bạn đã lấy số lượng đồ vật theo cô yêu cầu rất là đúng rồi ha, rất là chính xác. Vậy bây giờ chúng ta sẽ lấy lần hai nha. Các bạn bỏ những đồ dùng của mình vào đồ vật đi.
Rồi, con cảm ơn các bạn, các bạn đã đưa bản và chọn số lượng rất là chính xác rồi ha. Vậy bây giờ Hương bắt đầu không? Bây giờ các bạn sẽ cho cô biết nè, làm cách nào mà các bạn lấy số lượng đồ vật theo yêu cầu chính xác như vậy? Cô mời bạn Bảo Diệp. Dạ thưa cô, con đến. À đúng rồi, để chúng ta lấy được vật đồ dục của mình chính xác thì chúng ta dùng cách đếm đúng không? Dạ. Mà bây giờ cô sẽ giới thiệu cho các bạn một dụng cụ để chúng ta đếm nhanh hơn và chính xác hơn. Đó chính là thay 10 học toán đó các bạn. Đây chính là thay 10 nè các bạn ơi. Các bạn quan sát hai bạn này đang chơi một cái thay 10 đúng không? Đây, chúng ta sẽ đặt những đồ dùng của mình vào trong cái thay 10 này thì mình sẽ đếm chính xác hơn và nhanh hơn nữa đó các bạn ạ. Bây giờ chúng ta cùng nhau làm cái thay 10 này để mình áp dụng vào trong môn toán của mình, được không các bạn? Yeah. Rồi, à các bạn ơi, các bạn cho cô biết thay 10 của cô có dạng hình gì nào? Cô mời bạn Gia Bảo. Dạ thưa cô, dạ nó có hình chữ nhật. Đúng rồi, thay 10 của cô có dạng hình chữ nhật. Dạ. Và các bạn nhìn lên đây nha, thay 10 của cô có hai hàng ngang. Hàng ngang thứ nhất của cô có bao nhiêu ô vậy các bạn? Cô mời Kim Tuyến. Dạ thưa cô, là hàng thứ nhất có 5. À đúng rồi, cô cảm ơn Kim Tuyến. Hàng thứ nhất gồm có 5 ô, đây là hàng phía trên nha các bạn. Vậy bạn nào cho cô biết nè, hàng thứ hai là hàng phía dưới gồm có bao nhiêu ô nào? Cô mời Nhật Tuấn. Dạ thưa cô, hàng hai có 5 ô. Đúng rồi, hàng phía dưới là hàng thứ hai gồm có 5 ô nữa. Vậy cô có tất cả là bao nhiêu ô vậy các bạn? Dạ cô mời Ý Linh. Dạ thưa cô, là có 10 ô. Cô cảm ơn Ý Linh, mời cô ngồi xuống nào. À, vậy là thay 10 của cô có tất cả là 10 ô. Đây, hàng phía trên gồm có 5 ô, hàng phía dưới gồm có 5 ô, vậy có tất cả là 10 ô. Và các bạn quan sát xem nè, các ô trong thay 10 này như thế nào với nhau? Cô mời Tuệ Nhi. Dạ thưa cô, là nó đều nhau. Cô cảm ơn Tuệ Nhi. Đúng rồi, tất cả các ô đều bằng nhau. Trước khi mà chúng ta cùng nhau thực hành thay 10 thì bây giờ cô mời các bạn cất hết đồ dùng của chúng ta vào ngăn bàn nào. Để các bạn cùng nhau nhận biết về cấu tạo số thì chúng ta sẽ dựa vào thay 10 thì chúng ta sẽ nhận biết được nhanh hơn và phát hiện ra cấu tạo số nhanh hơn. Rồi, dựa vào thay 10 ta có thể dễ dàng biết được cấu tạo của một số. Các bạn cho cô biết trên bảng của cô có bao nhiêu chấm tròn? Cô mời Minh An. Dạ thưa cô, là 10. À, bạn nào cho cô biết bạn Minh An trả lời đúng chưa nào? Cô mời Thống Lĩnh. Dạ thưa cô, là sai. Vậy theo con là bao nhiêu? Dạ thưa cô, là 5. À đúng rồi, trên thay 10 của cô có 5 chấm tròn. Vậy bạn nào cho cô biết chúng ta có số mấy nào? Cô mời Thảo Diệu. Dạ thưa cô, là 5. À đúng rồi, vậy bạn nào có thể nhìn vào thay 10 của cô nói cho cô cấu tạo của số 5 nào? Dạ. Cô mời Thanh Nhi. Dạ thưa cô, 5 gồm 2 và 3. Đúng không cả lớp? Dạ đúng. Chúng ta cùng cho bạn nào một tay nào. Gồm 2 và 3. Vậy bạn nào có cách nói khác cho cô nào? Cô mời Bảo Diệp. Thưa cô, gồm 3 và 2 được 5. À, ngoài cách tách 5 gồm 2 và 3 thì bạn đã nêu cho cô được cách gộp, đó là gộp 3 và 2 được 5 đó các bạn. Quá giỏi luôn. Cô thưởng cho bạn Diệp một tích cơ. Và bạn Thanh Di. Rồi. Bạn nào có thể nhìn nhanh vào thay 10 của cô, có thể nói cho cô biết cấu tạo của số 7 nào? Cô mời con gái. Dạ thưa cô, 7 gồm 6 và 1. À đúng rồi đó các bạn, 7 gồm 6 và 1. Bạn nào có cách nói khác cho con không nè? Cô mời bạn Minh Đức.
cô là 7 gồm 1 và 6. Đúng rồi đó các bạn, các bạn cho hai bạn tràn vỗ tay nào. Các bạn ơi, các bạn nhìn vào thay 10 của cô, các bạn đeo được cấu tạo số nhờ vào cái gì vậy ta? Nhờ vào gì? Cô mời Thiện Phúc. Dạ thưa cô, là con đếm. À con đếm theo theo gì nào? Theo theo số. Bạn nào có thể giúp bạn bạn Phúc được không ta? Cô mời Diệp Lâm. Dạ thưa cô, con đếm theo màu sắc. À bạn Diệp Lâm đếm theo màu sắc đó các bạn. Các bạn nhìn nè, trên thay 10 của cô nè có 6 chấm tròn màu đỏ, đúng không? Dạ đúng. Và 1 chấm tròn màu xanh. Vậy nên khi mình nhìn vào mình sẽ neo được cấu tạo số đó là 7 gồm 6 và 1, hoặc là 7 gồm 1 và 6. Ngoài ra chúng ta còn có thể nhìn vào thay 10. Và giống như lúc nãy cô Thảo giới thiệu cho các bạn thì thay 10 của cô có 2 hàng ngang. Thì mình cũng có thể nhìn vào đây và nói 7 gồm mấy các bạn? 7 gồm 5 và 2. Vậy bây giờ để trước khi chúng ta làm ra cái dụng cụ thay 10 học toán thì bây giờ các bạn sẽ lựa chọn dụng cụ và vật liệu của mình để xem có phù hợp để làm được cái thay hay không. Chúng ta cần những vật liệu nào thì hôm trước chúng ta đã chuẩn bị rồi. Bây giờ các bạn nhìn xem trong rổ của mình đã chuẩn bị nè. Cô giới thiệu với các bạn một xíu nha. Đây là gì nào? Giấy màu. À đây chính là giấy màu. Ngoài ra còn có gì nữa các bạn? Màu. À màu. Ngoài màu ra còn có gì đây? Dạ keo. À keo hoặc là mồ, đúng không? Và còn có miếng tích để dán, đúng không các bạn? Ngoài ra còn có gì nữa? Ok. Ok. Những cái hình mà hình vuông, hình tròn, hình tam giác các bạn đã cắt khi mà mình chuẩn bị bài tập về nhà, đúng không? Đúng. Rồi, đây là những dụng cụ mà các bạn đã chuẩn bị rất là đầy đủ rồi. Thì bây giờ các bạn dựa vào những vật liệu và dụng cụ của mình đã có, các bạn cùng nhau thảo luận theo nhóm đôi xem coi mình sẽ lên ý tưởng làm cái thay vừa như thế nào, và để trang trí nó đẹp như thế nào thì chúng ta cùng nhau thảo luận và đưa ra ý tưởng sáng tạo của chúng ta. Và sản phẩm của bạn nào được nhiều thích cơ của cô nhất thì nhóm đó sẽ chiến thắng và có một phần quà to ơi là to của cô. Được không các bạn? Dạ được. Các bạn chỉ thảo luận thôi nha, chưa làm nha các bạn. Dạ. Cô cho các bạn 1 phút để thảo luận nêu ý tưởng. 1 phút bắt đầu. Dạ. Tiếp theo con dán lại rồi xong con trang trí lên. À đúng rồi, đây là ý tưởng của nhóm bạn rất là tốt ha. Còn bạn nào có ý tưởng khác nữa không nào? Cô mời Hảo Diệu. Dạ thưa cô, là con đầu tiên con lấy một cái tờ giấy ra rồi xong con lắp lại, con làm 10 ô rồi xong con chép cô, rồi xong con chép hồ vô, rồi con dán vô con tô màu. À cảm ơn Hảo Diệu. Đó là những ý tưởng của từ các nhóm. Vậy bây giờ chúng ta cùng nhau bắt tay vào làm được không các bạn? Được. Bây giờ chúng ta trước khi mà chế tạo sản phẩm thay 10 của chúng ta thì các bạn nhớ cho cô tiêu chí như sau. Cô có 2 tiêu chí. Tiêu chí thứ nhất, các bạn nhớ nè, sản phẩm của chúng ta phải có 10 ô. Tiêu chí số 2 đó là sản phẩm của chúng ta phải chắc chắn, đẹp mắt và sử dụng được nhiều lần ở trong tiết học toán của chúng ta nha các bạn. Bây giờ
cô mời các bạn cùng xem clip làm thay 10 trên bảng sau đây nha các bạn. Chúng ta sẽ quan sát trước rồi chúng ta mới bảng sau. Mời các bạn cùng xem cách gấp thay 10. Bước 1, đặt tờ giấy ngay ngắn trên bàn. Bước 2, đắp đôi tờ giấy theo chiều ngang. Bước 3, xoay dọc tờ giấy, đặt ngón cái lên mép tờ giấy và ước lượng bằng khoảng một ngón tay cái. Gấp một lần, nhíp nhẹ. Bước 4, lật ngược tờ giấy, đắp đôi phần còn lại. Gấp đôi thêm lần nữa, nhíp nhẹ cho thẳng. Bước 5, mở ra, chúng ta có 20. Rồi, đó là chúng ta đã xem clip rồi đúng không các bạn? Bây giờ cô Thảo sẽ hướng dẫn cho các bạn một lần nữa để chúng ta sẽ nhìn kỹ hơn cách gấp 20 nha. Bây giờ các bạn nhìn cô Thảo gấp mẫu nha. Cô lấy tờ giấy ra nè, cô đặt ngay ngắn ở trên bàn nè. Đây, cô đặt ở trên bảng thì các bạn sẽ đặt ngay ngắn ở trên bàn của mình. Sau đó các bạn gấp đôi tờ giấy theo chiều ngang. Rồi mình nhíp nhẹ cho thẳng. Sau đó các bạn sẽ dựng tờ giấy lên theo chiều dọc và mình ước lượng bằng một ngón tay cái. Rồi các bạn gấp lại. Chúng ta nhíp nhẹ. Sau đó chúng ta lật tờ giấy ra mặt sau, gấp đôi tờ giấy lại. Rồi, nhíp nhẹ nha các bạn. Rồi tiếp tục là gấp đôi một lần nữa. Tiếp tục nhíp nhẹ. Rồi, tới đây các bạn hãy lật tờ giấy ra. Chúng ta đã có 1 hay 10. Và các bạn sẽ sử dụng màu nè, bút nè. Tùy theo nhóm của mình thảo luận, các bạn sẽ kể lại theo các nét gấp của mình để cho rõ cái thay 10 của mình hơn. Được chưa nào? Dạ, được. Rồi, bây giờ chúng ta cùng nhau chế tạo sản phẩm. Nhưng khi chế tạo sản phẩm thì các bạn lưu ý cho cô khi thực hành, đó là lựa chọn vật liệu và dụng cụ của mình phù hợp để làm ra được một cái thay 10. Cái thứ hai, chúng ta phải bám sát tiêu chí của cô đã đặt ra đúng như lúc nãy nha các bạn. Và bước thứ ba, chúng ta phải cẩn thận nè, giữ vệ sinh chung lớp học của chúng ta nè. Khi xài xong đồ dùng của mình hãy bỏ vào sọt rác và dọn dẹp thật là ngăn nắp, cẩn thận nha các bạn. Bây giờ các bạn sẽ chế tạo thay 10 của mình theo nhóm đôi. Các bạn hãy làm theo những gì mà chúng ta thảo luận như lúc nãy, nêu ý tưởng của chúng ta rồi đó, thì các bạn sẽ cùng nhau thảo luận và cùng nhau đoàn kết để làm, được không các bạn? Yeah. Rồi các bạn thực hiện trong vòng 7 phút, 7 phút bắt đầu. Thank you.
mình để chúng ta cùng thực hành và trải nghiệm thử coi cái hay 10 của mình giúp gì mình trong học toán nha. Các bạn đã làm xong cái hay 10 của chúng ta rồi đúng không nào? Yeah. Vậy chúng mình cùng sử dụng cái hay 10 mà các bạn vừa chế tạo xong thì chúng ta sẽ cùng nhau vận dụng và trải nghiệm nó trong môn toán hôm nay được không nào? Yeah. Các bạn ơi, bây giờ chúng ta sẽ dùng cái hay 10 của chúng ta, mình sẽ chơi một trò chơi. Ai nhanh nhất thử xem coi các bạn trong nhóm của mình có hỗ trợ với nhau hay không, được không nào? Yeah. Rồi các bạn lấy các hình mà các bạn đã cắt sẵn ra đi nào. Rồi để sẵn trên bàn. Không có nhóm gì. Để sẵn ra trên bàn đi. Chưa. Chung nha. Ví dụ như một bạn xài, một bạn lấy cái miếng xích thì mình một bạn lấy cái hình cắt của mình xé ra. Rồi. Bạn xài cái này thì con móc cái này. Mình hỗ trợ nhau. Rồi. Con cần gì? Cô cần những số lượng là 7. Một, sáu và bốn.
Đúng rồi. Đúng. Các bạn ơi, mình dựa vào khay 10 của mình, mình sẽ đếm số rất là nhanh. Và chúng ta còn biết được cấu tạo của số nữa đó các bạn. Dựa vào nè, màu sắc theo hàng nữa đó các bạn. Và bây giờ chúng ta cùng nhau đánh giá sản phẩm mà chúng ta đã hoàn thành. Bây giờ các bạn sẽ đánh giá chéo nhau được chưa nào? Dạ được. Cô mình nhóm ra sản phẩm mình vào đây. Cô mình nhóm bài của các cô nè. Rồi, nhóm Eagle sẽ đánh giá nhóm Kangaroo nha các bạn. Rồi, nhóm Kangaroo sẽ đánh giá nhóm Eagle. Rồi, mình sẽ xem lại nha. Rồi, cho cô một sản phẩm của nhóm Dolphin nào. Mình còn đếm nào, 1, 2,
nơi mặt cười là 6. Đôi khi nơi lần sau các bạn hãy cố gắng phát biểu thật là nhiều nè. Và sản phẩm của chúng ta cần phải dán chắc chắn hơn, được chưa nào? Được chưa? Dạ. Rồi bây giờ nhóm Lê Đình cùng nhau đếm với cô nào. 1, 2, 3, 4 và một cái sticker mặt cười đó là 5. Nhóm Lê Đình hôm sau mình học nè, ngoan hơn xíu nữa và mình phải làm nhanh hơn một xíu nữa, được không nào? Vậy nhóm chiến thắng ngày hôm nay là nhóm nào nào? Làm được nhiều sản phẩm và được nhiều sticker không nào? Vì nhóm Eagle rất là đoàn kết đó các bạn. Các bạn biết phân chia nhiệm vụ ra làm nè, và hỗ trợ nhau để thực hiện thật là nhanh. Và dán sản phẩm cũng chắc chắn nữa. Đoàn kết cũng là một tinh thần mà cô muốn các bạn thực hiện thật nhiều trong nhiều tiết học mà chúng ta cùng thực hiện. Được không các bạn? Yeah, được. Vậy bây giờ chúng ta cùng nhau chia sẻ cho cô biết thêm, khi mà làm cái thi mùi á, các bạn gặp những khó khăn gì và mình có muốn thay đổi cái gì để làm thi mùi lần sau mình làm đẹp hơn không, chắc chắn hơn hay không nè? Cô mời Diệp Lâm. Dạ thưa cô, là con gấp giấy. À, con gấp giấy con thấy khó khăn hả? Ờ, vậy trong nhóm của mình có hỗ trợ nhau không? Còn bạn nào có thấy khó khăn gì nữa không ta? Rồi, cô mời Kim Tuyết. Dạ thưa cô, là bôi hồ con thấy nó không dính. À, bôi hồ bạn thấy không dính thì bạn có muốn thay đổi lần sau mình sẽ không dùng hồ nhưng mình dùng cái khác được không? Mình dùng gì nè? À, mình thấy hồ dán thì mình bôi rất là khó khăn đúng không? Và nó không có dính chắc chắn. Vậy con có muốn thay đổi bằng những vật liệu khác hay không? Con dùng keo con thay đổi, con dán vô. À, bạn thay đổi bằng keo á các bạn. Thì mình cũng có thể thay đổi những vật liệu nào mà mình thấy phù hợp với mình và mình dán chắc chắn hơn, được không các bạn? Yeah. Còn bạn nào có thấy khó khăn gì nữa không nào? Yeah. Wow, cô mời Thiện Phúc. Dạ thưa cô, là con thấy dán hồ khó. Tại vì dán hồ mà nó không được dính. Dạ. Lần sau mình sẽ dán hồ nhiều hơn nữa một xíu cho nó dính ha. Dạ. Năm nay là con có thể thay đổi bằng vật liệu khác giống như bạn Kim Tuyết, được không nào? Rồi. À, các bạn biết không? Thi 10 giúp cho chúng ta học toán để nhanh nè, phân tích cấu tạo số nhanh nè. Ngoài ra thi 10 còn áp dụng vào trong thực tế nữa đó các bạn ơi. Các bạn có biết cô đang cầm trên tay là cái gì không nào? Ai biết, ai biết? Cô mời Thống Lĩnh. Dạ cô, là hộp trứng gà. À, cô cảm ơn Thống Lĩnh. Đúng rồi đó các bạn, đây chính là khay trứng. Có thể để trứng gà hoặc trứng vịt. Các bạn nhìn nha, khay trứng của cô có giống khay 10 không? Dạ. Nó là khay 10 đó các bạn. Ngoài thực tế của chúng ta, khay 10 được áp dụng rất là nhiều vào đời sống của chúng ta. Chúng ta có thể để trứng vào đây nè. Khi mình đi siêu thị mình mua nhiều á, 100 quả trứng, mình có ngồi mình đếm từng quả không? Không, mà người ta đã để sẵn chúng ta vào trong cái khay 10 rồi. Mình chỉ cần việc đếm sao? 10, 20, 30, 40. Nhanh không? Rất nhanh. Ngoài ra khay 10 còn dùng để làm gì nữa đó các bạn biết không? Đá. À đúng rồi, làm đá để trong tủ lạnh đó. Hoặc là làm gì? Làm bánh, làm rau câu. Đúng rồi. Ngoài ra còn làm gì đây nữa các bạn? À, làm bánh, bánh chuối đó. Thấy chưa, khay 10 nè, các bạn thấy chưa? Rồi ngoài ra còn làm gì nữa mà? À, làm kem. Vậy hôm sau lớp chúng ta sẽ thử chọn cái khay 10 này nào, bất kỳ mình sẽ làm một món để cho lớp chúng ta thưởng thức, được không nào? Dạ. Các bạn có thể về nhà.
giữ lại những cái khay 10 này nè. Mình sẽ đựng đồ dùng của mình và bằng cách để cho mình đếm nhanh hơn. Được không các bạn? Yeah. Ok, tiết học của chúng ta đến đây là hết rồi. Cô cảm ơn các bạn. Chào tạm biệt các bạn.